chào tất cả bà con em. Bà con mình xuống bến xe, một người máy dầu đi salon tốt con lần rồi nha. Rồi anh em sẽ là sử dụng rồi nha. Chỗ này còn thay thang máy nha. Này đi rút lại, bảo trì lại, ngon lành luôn. Giờ đến hai lúc đặt không sao luôn, đã lúc đặt. Rồi mình kêu quay lại cái, quay lại cái, quay lại cái dễ chạy, lăn bo nữa. Hả? À? Rồi, được rồi. Rồi, em bóp luôn rồi. Chắc có thể em sẽ quay sau nha. Lên nữa, lên nữa.